Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Phật. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Pháp. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Tăng. Đức Phật là đấng vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã đoạn tận vô minh và phiền não. Ngài là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Phật Bảo. Pháp Bảo là những phương lương dược có công năng trị những chứng bệnh phiền não của chúng sanh. Người nào hành theo chánh giáo sẽ có kết quả hạnh phúc trong hiện tại và tương lai. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Pháp Bảo. Tăng Bảo là những người tự hành theo chánh giáo. Các ngài đã đắc quả thánh hay còn phàm. Các ngài là những bậc mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Tăng Bảo. Do nhờ oai lực tán dương Tam Bảo một cách vắn tắt, xin gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý tu nữ cùng quý Phật tử thân tâm được an lạc, nhất là phát sanh trí tuệ thực hành theo giáo pháp của Đức Thế Tôn, ngõ hầu sớm đoạn tận khổ ưu, thành tựu thánh trí, chứng đạo quả niết bàn, đồng đều nhau cả thảy. Trong suốt quá trình sư hướng dẫn các khóa thiền, sư quan sát các thiền sinh thực hành thiền và tiến bộ, cũng như những vấn đề mà các thiền sinh gặp phải, thì sư nhận thấy rằng khóa thiền của sư nó sẽ chia ra làm nhiều cấp bậc khác nhau. Cấp bậc đầu tiên là cấp bậc sơ khởi. Khóa thiền này sẽ có nhiệm vụ là hướng dẫn và giới thiệu cho quý vị một cái nhìn tổng quát về việc thực hành tứ niệm xứ theo tinh thần kinh tạng Pali, đúng theo nguyên bản, ít nhất là đúng nhất theo nguyên bản có thể. Nó giống như là một cái chương trình giới thiệu cho quý vị biết một cái nhìn tổng quan, để chúng ta biết việc thực hành tứ niệm xứ một cách nguyên thủy thì nó trông như thế nào. Và sắp tới thì sư đang suy nghĩ và lên cái kế hoạch để tổ chức khóa thiền kiểu thứ hai, là kiểu khóa thiền nhắc lại, là mỗi tháng sẽ tổ chức 2 ngày chỉ dành cho những thiền sinh cũ. Bởi vì khi quý vị đi về với gia đình, điều kiện để chúng ta tiếp tục thực hành nó rất là khó, và đôi khi chúng ta cần có sự nhắc lại để chúng ta có thể thực hành được tốt hơn. Thì khóa thiền 2 ngày mỗi tháng như thế, chỉ dành cho thiền sinh cũ, không dành cho thiền sinh mới. Và cái loại thứ ba sư dự tính trong đầu, đó chính là khóa thiền chuyên sâu. Ở khóa thiền đó, sư sẽ đi sâu vào một đề mục, đi sâu vào một nhóm đối tượng. Ví dụ như chỉ chuyên biệt hành về hơi thở, hoặc chỉ chuyên hành về thân quán niệm xứ, hoặc chỉ chuyên hành về thọ quán niệm xứ, hoặc tâm quán niệm xứ, hoặc pháp quán niệm xứ. Và khóa thiền đó đương nhiên cũng sẽ chỉ dành cho thiền sinh cũ. Bởi vì những thiền sinh mới thì cần được hướng dẫn, cần được kèm cặp, sư tạm gọi giống như là bú bình,
cái gì cũng không biết hết trơn. Phải hướng dẫn từng ly, từng tí, từng chút một, đến cả những kiến thức giáo lý cũng phải hướng dẫn. Nhưng mà khi qua cái khóa chuyên sâu rồi đó, thì sư sẽ giảm lại cái thời gian giảng pháp. Trong khóa thiền này là khóa thiền căn bản, thì quý vị sẽ thấy là sự có mặt hiện diện của sư trong các thời giảng pháp hơi nhiều. Sáng một thời, tối một thời. Nhưng mà qua khóa thiền chuyên sâu á, sư chỉ có một hoặc hai thời giảng pháp thôi. Thời gian còn lại để cho quý vị tập trung thực hành. Và thời gian còn lại sư sẽ ở ngoài để quý vị trình pháp. Tức là chúng ta sẽ chú trọng hơn cho việc trình pháp. Còn hướng dẫn thiền á, thì sư chỉ nhắc một hoặc hai lần để chúng ta lưu ý các đề mục thiền. Như vậy là đủ rồi. Cho nên mỗi một cái khóa thiền có cái khuynh hướng khác nhau, thì sẽ có sự hướng dẫn không có giống nhau, dành cho những nhóm đối tượng giống nhau. Cho nên quý vị sau khi tham dự khóa thiền căn bản, quý vị có lòng muốn tham dự các khóa chuyên sâu, thì sắp tới sư sẽ tổ chức khóa chuyên sâu. Mà khóa chuyên sâu thì sư đã lường trước là chắc có lẽ không có nhiều đâu. Nhưng mà mình đi chuyên sâu được nó sẽ tốt hơn. Tại vì trong khóa căn bản thì quý vị sẽ có một cái cảm giác là hơi vội vàng và hơi nhiều. Do chúng ta chỉ có chừng đó ngày thôi, mà sư hướng dẫn quý vị đi hết tất cả các cái đề mục tứ niệm xứ, thì đối với một số vị thì có thể là nó hơi nhiều. Bởi vì chúng ta cần phải đi nè, hơi thở nè, sau đó là thân hành niệm, rồi thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ. Với khóa thiền 10 ngày thì còn có thêm pháp quán niệm xứ. Cho nên quý vị sẽ có cái cảm giác là nó hơi nhanh. Là bởi vì chúng ta chỉ giới thiệu và chúng ta thực hành. Còn khi quý vị muốn thực hành sâu hơn nữa, chuyên sâu hơn nữa, thì sư sẽ tổ chức các khóa chuyên sâu cho quý vị. Và một á, là sư tổ chức khóa chuyên sâu. Hai là quý vị có thể đến thiền viện và sư sẽ hướng dẫn chuyên sâu. Nó có hai cách ha. Còn tương lai khi mà Kalama mở ở Miến Điện á, điều kiện thuận lợi, thì sư cũng có thể tổ chức một khóa chuyên sâu qua bên Kalama. Thì khi đó đó, quý vị sẽ được hành thiền với các trường thiền nổi tiếng, như là trường thiền Pa Ốc, trường thiền Mahasi, trường thiền Xuân Luân, dòng thiền Mô Cốc đó. Thì quý vị sẽ có dịp tiếp xúc với các cái trường phái thiền tứ niệm xứ lớn ở Miến Điện. Nhưng đó là chuyện tương lai. Còn trước mắt sư sẽ hướng dẫn quý vị các phương pháp thực hành tứ niệm xứ. Về cái tư thế thiền á, sư có một số lưu ý. Chúng ta không nên ngồi tựa lưng, trừ khi quý vị bị bệnh phải báo với ban tổ chức. Thí dụ như là bị thoái hóa cục sống lưng chẳng hạn, cần có sự hỗ trợ. Ví dụ như là ngồi trên ghế hoặc là ngồi tựa lưng, thì quý vị thông báo với ban tổ chức, thì ban tổ chức sẽ hỗ trợ, không vấn đề gì hết. Còn các trường hợp còn lại,
chúng ta không nên ngồi tựa lưng. Bởi vì khi tựa lưng như vậy á, nó làm cho chúng ta kém tinh tấn. Và khi tựa lưng á, tư thế ngồi của chúng ta nó sẽ không có chuẩn. Về lâu dài nó sẽ không tốt cho lưng. Cho nên với những ai không bị bệnh thì không nên ngồi tựa lưng. Mà bệnh muốn ngồi tựa lưng thì nên gặp ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ hỗ trợ. Bây giờ chúng ta đi tiếp qua phần thân hành niệm. Việc thực hành tứ niệm xứ, chúng ta có nhiều phương pháp. Tùy theo mỗi hoàn cảnh mà chúng ta áp dụng phương pháp thích hợp. Và lại nữa, này các tỳ khưu, vị tỳ khưu khi đang đi, biết rõ đang đi, biết rõ đang đi, hoặc khi đang đứng, biết rõ đang đứng, hoặc khi đang ngồi, biết rõ đang ngồi, hoặc khi đang nằm, biết rõ đang nằm. Thân của vị ấy được điều khiển như thế nào, biết rõ như thế ấy. Và lại nữa, này các tỳ khưu, vị tỳ khưu là người có tỉnh giác khi đi tới và đi lui, khi đi tới và đi lui, là người có tỉnh giác khi nhìn trước và ngó sau, là người có tỉnh giác khi co tay và duỗi tay, là người có tỉnh giác khi đắp y và mang y và bát, là người có tỉnh giác khi ăn, uống, nhai, nếm, là người có tỉnh giác khi đại tiện và tiểu tiện, là người có tỉnh giác khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức dậy, im lặng. Có nghĩa là chúng ta giữ gìn sự tỉnh giác và chánh niệm, quan sát trạng thái của thân này. Chánh niệm là gì? Niệm, nhiệm vụ của nó giống như một anh quan hậu cần thông báo cho nhà vua ở trong kho có bao nhiêu đây vải, ở trong kho có bao nhiêu đây gỗ, ở trong kho có bao nhiêu đây vàng, bao nhiêu đây bạc, ở trong kho có bao nhiêu đây gạo, vân vân. Thì người quan hậu cần có trách nhiệm tường thuật lại cho nhà vua biết trong kho có cái gì. Ảnh tường thuật một cách trung thực, không thêm bớt, không đánh giá. Thì đây là trách nhiệm của anh niệm. Anh niệm có trách nhiệm thông báo cho chúng ta biết cái gì đang diễn ra. Khi chúng ta đang hành thiền hơi thở thì anh niệm có trách nhiệm thông báo cho chúng ta biết là thở vào, thở ra. Có hơi thở vào, ảnh báo là có hơi thở vào. Có hơi thở ra, ảnh báo là có hơi thở ra. Thì ở đây, khi chúng ta thực hành thân hành niệm cũng y như vậy. Anh niệm á, ảnh sẽ báo cho chúng ta biết chúng ta đang trong trạng thái như thế nào. Khi đang ngồi, anh niệm sẽ báo cho chúng ta biết đang ngồi. Khi đang đi, ảnh sẽ báo là đang đi. Khi đang đứng, ảnh sẽ báo là đang đứng. Khi đang nằm, ảnh báo là đang nằm. Nghĩa là tấm thân mình đang trong trạng thái như thế nào thì niệm có trách nhiệm ghi nhận trung thực như thế đó, không thêm bớt, không đánh giá. Cho đến việc co tay, duỗi tay, anh niệm ảnh đều báo cho chúng ta biết co tay, duỗi tay.
Nhớ một việc dùm sư. Cái việc mà anh niệm ảnh báo cáo á, ảnh có thể dùng ngôn ngữ và cũng có thể không cần dùng ngôn ngữ. Bởi vì chúng ta biết mà, co tay nè, duỗi tay, khi sư thuyết pháp, sư buộc lòng phải dùng ngôn ngữ để diễn tả. Nhưng khi chúng ta quan sát, chúng ta không cần dùng ngôn ngữ. Bởi vì ngôn ngữ nó thuộc về chế định, thuộc về thi thiết. Bây giờ quý vị co tay, biết rõ chứ, biết rõ. Chúng ta không cần dùng ngôn ngữ để tụng niệm trong đầu câu à, con, duỗi, không cần. Cái niệm á, nó nhắc chúng ta để chúng ta ghi nhớ, ghi nhận, chúng ta biết cái gì đang diễn ra. Đây là trách nhiệm của anh niệm. Cho đến chuyện chúng ta quay đầu, anh niệm ảnh đều nhắc chúng ta để chúng ta biết rõ là chúng ta quay đầu, chứ không cần phải tụng. Nhớ nha, không cần phải tụng ở trong đầu quay, không cần. Đương nhiên khi sư hướng dẫn, sư buộc phải dùng ngôn ngữ để nói cho quý vị hiểu. Nhưng thực tế khi thực hành á, trong tâm của chúng ta, sự ghi nhận ấy vốn dĩ nó không có ngôn ngữ. Cho đến khi chúng ta đi cũng như vậy, chúng ta quan sát, ghi nhận rõ từng bước chân, từng thao tác, từ việc nhấc chân lên, bước chân đến, đạp chân xuống. Toàn bộ quá trình đều trong sự nhận thức, ghi nhận rõ. Đây là trách nhiệm của niệm. Niệm có trách nhiệm ghi nhận rõ tất cả quá trình, từ nhấc chân lên, bước và đặt chân xuống. Anh niệm, anh sẽ báo cáo, anh ghi nhận hết tất cả cái đó. Và nhớ, vốn dĩ không cần dùng ngôn ngữ. Trong đầu của chúng ta đó, đã quá quen với sự ồn ào của tâm. Cái ồn ào nhất của chúng ta chính là cái tâm. Cái tâm nó ồn lắm, lúc nào cũng nói chuyện hết trơn. Mà khi hướng dẫn, sư buộc phải dùng ngôn ngữ để hướng dẫn quý vị. Cho nên sư nói là ghi nhận rõ khi nhấc chân, bước chân, đặt chân xuống, ghi nhận rõ. Sư buộc phải dùng ngôn ngữ để cho quý vị biết. Nhưng không, sư không hề dạy quý vị nha, nhấc, bước, đạp. Quý vị thấy có kỳ không? Hơi kỳ. Cho nên sư không hướng dẫn như vậy. Mà mình chỉ đơn giản, mình liên tục ghi nhận để cái niệm của chúng ta đó liên tục phát sanh trong từng cử động lớn nhỏ. Co tay ghi nhận liên tục, ghi nhận liên tục, chứ không có tụng liên tục nghe. Ghi nhận liên tục để cho cái niệm nó hoạt động liên tục. Đó, co tay, duỗi tay, nhấc chân lên, bước chân, đạp chân xuống. Từng cử động lớn nhỏ chúng ta đều có sự ghi nhận. Cho đến việc xoay thân, xoay
Bước xoay thì chúng ta đều ghi nhận hết, suốt quá trình xoay đều ghi nhận. Cái niệm á, nó giống như một cái anh camera quan sát, ảnh quan sát hết tất cả mọi thứ và ảnh báo cáo lại hết tất cả mọi thứ. Và khi chúng ta bỏ được cái âm thanh trong đầu của chúng ta, bỏ được cái ngôn ngữ, niệm chúng ta mới nhanh được. Còn khi mà chúng ta còn buộc phải dùng ngôn ngữ, chúng ta sẽ bị ngôn ngữ nó làm chậm đi. Trong khi đó tâm chúng ta rất nhanh, chúng ta hoàn toàn có thể quan sát được. Cho đến khi chúng ta ăn, một tí nữa tới giờ ăn, khi chúng ta đi đến cầm cái khay, ghi nhận rõ, tay cầm ghi nhận rõ, bưng cái khay lên, toàn bộ quá trình ghi nhận rõ từng cử động của cơ thể. Đó, lấy đồ ăn để vào, đi đến chỗ ngồi, ngồi xuống, toàn bộ quá trình mình ghi nhận được hết ha. Rồi mấy lấy cái muỗng múc cơm lên, đưa vào miệng, há miệng ra, để cơm vào miệng, nhai, ghi nhận rõ suốt quá trình nhai rồi nuốt. Toàn bộ quá trình đó chúng ta đều ghi nhận được hết. Cái gì mình thất niệm thì làm lại. Như trường hợp á, được ghi chú ở trong chú giải Kinh Tứ Niệm Xứ. Có một vị trưởng lão đang dạy học trò, đang giảng pháp với học trò. Tự nhiên vị ấy mở tay ra, nắm tay lại, rồi lại mở tay ra, rồi lại nắm tay lại. Người đệ tử thấy lạ, hỏi thầy tại sao thầy đang giảng pháp mà thầy mở tay ra, nắm tay lại, rồi thầy lại mở tay ra, thầy lại nắm tay lại. Này, nhiều người chắc nghĩ là chắc ứng chứng thiền gì đó ở đây. Xin thưa vị thầy, mới trả lời như thế này: thầy chưa bao giờ có một cử động nào mà không có sự ghi nhận của niệm. Vậy mà hôm nay khi đang giảng pháp cho các con, thầy đã mở tay ra và nắm tay lại trong thất niệm. Thầy không có sự ghi nhận đó, cho nên thầy làm lại, tức là thầy mở tay ra trong sự ghi nhận của niệm và thầy nắm tay lại trong sự ghi nhận của niệm. Như vậy đó, có nghĩa là nếu như một hành động nào của mình á, tất cả các hành động của mình đều phải thực hành để có niệm ghi nhận. Mà nếu lỡ mình làm một hành động nào đó trong thất niệm thì sao? Làm lại. Thí dụ như múc muỗng cơm lên, lỡ ăn trong thất niệm rồi. Rồi, làm lại, múc muỗng cơm trong chánh niệm. Múc đưa lên, há, ăn, nhai, nuốt. Cho nên Đức Thế Tôn nói, ngay cả trong việc ăn, uống, nhai, nếm là như vậy. Toàn bộ quá trình của chúng ta đều thực hành trong chánh niệm. Nhưng mà như sư nói, tránh làm ồn tâm của mình bằng cách liên tục niệm múc 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 múc, há 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 há, nhai 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 nhai, nuốt 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 nuốt, mình tự mình làm ồn chính mình và tự mình làm phức tạp vấn đề. Sư không chủ trương điều đó. Toàn bộ quá trình đều có sự ghi nhận, và sự ghi nhận đó trong im lặng.
Hãy im lặng không chỉ bằng khẩu mà im lặng cả bằng tâm của mình. Niệm nhận biết đủ rồi. Đừng để tâm của mình nó quá ồn. Như vậy khi chúng ta cử động, chúng ta bước đi đều toàn bộ có sự ghi nhận. Khi bước đi, sư lưu ý là đừng cố điều khiển bước chân của mình. Hãy đi một cách tự nhiên. Hãy đi một cách tự nhiên. Và niệm sẽ theo dõi nó, ghi nhận nó từng bước chân. Đương nhiên, nếu như chúng ta bước quá nhanh, niệm không theo kịp, thì tự nhiên chúng ta bước chậm lại thôi. Đó là việc tự nhiên, chứ không phải mình cố điều khiển bước chân. Nó khác nha. Nếu như vị nào mà còn chưa nắm được vấn đề này á, quý vị hãy bưng một tô nước đầy và quý vị đi trong vòng nửa tiếng, thì quý vị sẽ thấy cái mình cần tập trung á là cái tô nước, còn cái bước chân á là cái phụ trợ. Thì khi quý vị đi chừng nửa tiếng, tự nhiên là mình có cái kỹ năng quan sát, nghĩa là mình tự mình điều tiết bước chân cho phù hợp. Không thể bước quá chậm được, mà cũng không thể bước quá nhanh. Bước chân của mình sẽ trở nên tự nhiên và cẩn trọng. Thành ra là ai mà còn mơ hồ về bước chân á, thì cứ cầm một cái tô nước đầy rồi đi. Thì khi đi như vậy, tự nhiên chúng ta sẽ biết phải điều tiết thân như thế nào. Và mỗi một căn tánh khác nhau sẽ có bước chân khác nhau. Người căn tánh tham á, thì bước chân sẽ nhẹ nhàng uyển chuyển, họ bước đi như là họ lướt vậy đó. Còn người căn tánh sân á, thì bước đi của họ nó sẽ nhanh và mạnh mẽ. Người căn tánh si á, bước chân của họ không có vững vàng. Thành ra đó, chúng ta không cần cố điều khiển bước chân của mình, cứ để đi tự nhiên. Bởi vì nó thể hiện cái căn tánh của mình. Mình căn tánh sân thì mình cứ bước theo căn tánh sân. Mình căn tánh si cứ bước theo căn tánh si. Mà căn tánh tham cứ bước theo căn tánh tham. Cho nên sư cũng nhắc nhở các vị giám thị, để thiền sinh bước đi một cách tự nhiên. Trừ khi thiền sinh chạy thì thôi sư không nói. Còn nếu đi thì cứ để thiền sinh bước đi một cách tự nhiên. Đừng cố bắt thiền sinh phải đi như ý mình muốn, không có nên. Và một điều nữa các thiền sinh cần phải lưu ý là chúng ta không đi nối đuôi nhau trong khi đi thiền. Bởi vì mỗi một người có tốc độ đi khác nhau, mỗi một người có căn tánh khác nhau, chúng ta không cần phải bắt chước người khác. Hãy là chính mình, hãy tự nhiên sinh hoạt tự nhiên như bình thường. Khi chúng ta thực hành thân hành niệm, chúng ta sinh hoạt như bình thường. Nó chỉ khác là bây giờ tất cả các hành động lớn nhỏ, dù cho cả việc ăn, uống, nhai, nếm, tiêu, tiểu, đều có sự quan sát. Đó chính là nhiệm vụ của anh Niệm. Còn nhiệm vụ của anh Tuệ là như thế nào? Khi chúng ta gọi cái từ tỉnh giác sampajanya, là ở đây có sự tham gia của tuệ quán.
Sở dĩ chúng ta gọi là tuệ quán là bởi vì có anh tuệ đó, anh làm việc. Sư cứ mãi phân vân là bây giờ sư nói có thể nó hơi vội, nó sẽ có thể làm cho một số vị bị rối, nhưng mà không nói thì nó thiếu. Tuệ có trách nhiệm nhìn cái gì, quán cái gì, ý thức rõ. Ở đây chỉ có sự chuyển động chứ không có ai chuyển động. Mình phải thấy rõ điều đó. Chỉ là một mớ lắp ráp nè, một mớ lắp ráp nè, gồm có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, mật, đàm, tim, gan, mủ, máu, mồ hôi, phân, nước tiểu. Nó chỉ là một đống lắp ráp thôi. Thì cái đống lắp ráp này đang di chuyển. Đống lắp ráp đang di chuyển chứ không có ai di chuyển. Rồi chúng ta tiếp tục quan sát. Quan sát quý vị sẽ thấy rõ đó, sự biến đổi liên tục của các chuyển động. Cơ thể này nó biến đổi liên tục, nó không có ngừng một chỗ, nó biến đổi liên tục. Chúng ta thấy rõ đôi khi mình muốn mà nó không như ý của mình, cho nên á, nó là khổ. Thì khi đó cái tuệ liên tục làm việc, liên tục quan sát. Sư lặp lại ha. Canh tuệ đó, ảnh quan sát cái gì? Ảnh quan sát là đây nè, chỉ là một mớ lắp ráp nè, nó đang chuyển động. Ở đây chỉ có sự chuyển động chứ không có ai chuyển động. Liên tục quan sát. Ở đây nè, chỉ có một mớ lắp ráp này đang ngồi nè. Một mớ lắp ráp đang ngồi chứ không có ai ngồi. Thấy rõ như vậy. Liên tục quan sát tấm thân này. Rồi khi quý vị ngồi xuống thì chúng ta quan sát cái gì? Chúng ta quan sát từng thành phần cấu tạo nên tấm thân này. Chúng ta quan sát từ trên xuống dưới để ngó coi thân này nó gồm có những gì: tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, mật, đàm, tim, gan, mủ, máu, mồ hôi, phẫn, nước tiểu. Chúng ta quan sát tất cả các thành phần cấu tạo của tấm thân này. Chúng ta sẽ thấy thân này là một mớ lắp ráp, hoặc nó giống như một cái túi đựng rất nhiều loại đậu, mà bây giờ chỉ cần mình mổ ra một cái nó sẽ đổ xòa ra tất cả các loại đậu. Rồi bắt đầu mình phân tích, mình xem xét. Thì khi quý vị ngồi như vậy đó, mình quan sát tấm thân này từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong, để chúng ta thấy rõ từng phần cấu tạo của tấm thân này. Thì như vậy, khi chúng ta đứng lên, chúng ta biết rõ nó chỉ là một mớ lắp ráp, một mớ những thứ dơ bẩn này, nó đang chuyển động. Đó. Một mớ những cái mỡ, máu, xương, tủy, thịt, gân, da. Một mớ những thứ đó chằng chịt với nhau, nó chuyển động. Thì khi đó là chúng ta đang dùng tuệ
để chúng ta quan sát. Khi nào mà quý vị thấy rõ sự lắp ráp của bản thân, những đặc tánh của bản thân, thì khi đó tuệ đang làm việc, quan sát từng cử động. Đầu tiên là chúng ta quan sát từng cử động của cơ thể, cho đến từng cử động lớn nhỏ chúng ta đều quan sát. Rồi sau đó đó, chúng ta quan sát từng thành phần cấu tạo của thân thể. Và chúng ta thấy rõ là tấm thân này chỉ toàn là một mớ lắp ráp, một mớ bồng bông, chứa toàn những thứ ruột, gan, máu, mỡ, một mớ đó. Bắt đầu nó di chuyển. Cái mớ đó đó, co tay, duỗi tay, nhấc, bước, đà. Khi chúng ta chìm đắm trong thân hành niệm, chúng ta không còn có thể tham dục được nữa. Bởi vì sao? Bởi vì thân này là một mớ nhờm gớm, một mớ bất tịnh, chúng ta sẽ thấy nó ghê tởm. Rồi chúng ta quan sát sự chuyển động của cái mớ hổ lốn này. Rồi chúng ta quan sát, khi chúng ta nhìn thì chúng ta thấy rằng người khác cũng y chang như vậy. Chúng ta liên tục thực hành quan sát tấm thân này. Khi đang ngồi, quan sát từ trên xuống dưới, tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, mỡ, máu, mồ hôi, phấn, nước tiểu, liên tục quan sát như thế. Quán liên tục, quán từ trên xuống dưới. Quán chậm thôi, không cần quán nhanh. Nhìn nó liên tục từ trên xuống dưới. Rồi khi chúng ta ngồi, chúng ta sẽ thấy được rõ là chỉ có một mớ lắp ráp này nè, một mớ những thứ bồng bông này nè, một cái túi da đựng toàn những thứ bất tịnh này nè, nó đang ngồi. Ghi nhận rõ là nó đang ngồi. Mình, cái túi này nó đang ngồi ở đây, thì cái túi kế bên cũng đang ngồi. Xung quanh đây toàn là những túi da, chứ toàn những thứ dơ bẩn ở trong, gồm có lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, phấn, nước tiểu. Toàn là những cái túi xung quanh mình đang bốc mùi. Thì như vậy chúng ta mới thấy tấm thân này nó đáng nhòm gớm cỡ nào. Mình mới thấy được là tại sao chư thiên họ gớm loài người tới vậy. Rồi từ đó đó, chúng ta ngồi liên tục quan sát. Quý vị cần phải chìm sâu vào sự quan sát các thành phần cấu tạo của thân, thì từ đó đó mình mới thấy được sự bất tịnh của nó, mới thấy được sự khổ của nó. Cái bất tịnh này, cái khổ này, tự nhiên nó hiện lên. Và sự nhàm chán với dục tự nhiên nó hiện lên. Liên tục quan sát. Khi ngồi, khi đang ngồi thì liên tục quan sát. Đây chính là thân hành niệm
liên tục quan sát. Khi chúng ta quan sát như vậy, tự nhiên sự ghê tởm, sự thấy rõ bất tịnh, sự nhàm chán với các dục, nó sẽ sanh khởi. Rồi sau đó, khi chúng ta đau chân, thấy rõ chỉ là một mớ đây này, thịt, gân, xương, bắt đầu nó đau, bắt đầu nó phản ứng. Rồi khi chúng ta đứng dậy, chúng ta đi, thì cũng chỉ là một mớ lấp ráp, một mớ bồng bông, một mớ hổ lốt đó đang chuyển động. Mà mình, do mình đang giới hạn trong tấm thân này, mình phải mang tấm thân này, mình phải quan sát nó. Không có gì gớm bằng cái việc mình phải quan sát một cái túi rác, một cái túi đựng đầy những thứ nhòm gớm, mà mình phải quan sát nó. Quan sát từng cử động, thấy rõ cái túi này nè đang cử động nè, co duỗi, xoay, rồi ăn, rồi uống, nhai, nếm. Khi đi đến bàn ăn, mình ăn, tự nhiên là mình sẽ thấy đưa đồ ăn vào trong cái túi này, đưa vào, nó trở thành một mớ bất tịnh. Nó đi, đồ ăn đi vào trong cơ thể, quan sát nó đi vào trong cơ thể, đi xuống dưới ruột. Tại đó nó sẽ phân hủy, nó trở thành một mớ nhớp nháp, dơ bẩn, hôi thối. Nếu mà mình lỡ mình có nôn ra đó, thử kiếm một cái tô sạch hoặc là một cái bọc sạch đó, mình nôn ra nhìn đó, rồi mình có dám ăn lại không? Và tại sao nó ở trong bụng mình thì mình không gớm, mà đi ra ngoài mình mới gớm? Nó đã gớm sẵn trong bụng rồi, một mớ dơ bẩn ở trong đây nè. Quan sát đó. Rồi sau đó nó tiêu hóa, nó chuyển thành phân, chuyển thành chất thải, nó lại đi ra ngoài. Tự nhiên khi quý vị thực hành thân hành niệm, mình bỏ được các dục, mình cảm thấy có sự nhòm gớm. Ở đây nó có hai cái khía cạnh đối lập. Nếu như quý vị thực hành hơi thở thì quý vị sẽ thấy cái hơi thở nó nhẹ nhàng, nó an lạc, nó sạch, nó đẹp lắm, hơi thở nó đẹp lắm. Nhưng mà khi chúng ta qua thân hành niệm, chúng ta quan sát tấm thân này, chúng ta mới thấy cái bản chất tấm thân này nó nhòm gớm, nó ghê gớm, nó như thế nào. Cho nên ở trong luật, khi Đức Thế Tôn hướng dẫn các vị tỷ kheo quán xét sự bất tịnh của tấm thân này, nhiều vị cảm thấy kinh cảm, sợ hãi, và thậm chí nhiều vị quá sợ hãi, tu không được, chỉ muốn chết thôi, sợ quá mà thấy tấm thân này nó dơ quá, nó ghê quá, nó sợ quá. Thì trong trường hợp đó, Đức Thế Tôn hướng dẫn quay trở lại hơi thở. Đó là trong trường hợp á, nếu như quý vị thực hành thân hành niệm, quán xét các thành phần cấu tạo của tấm thân này, sự ghê rợn đi đến tột cùng, mình cảm thấy quá sợ hãi, quá kinh cảm, chịu không nổi, thì quay trở lại hơi thở. Bởi vì hơi thở nó không có ghê gớm, nó không có kinh cảm như là việc quan sát các thành phần cấu tạo của thân.
Còn nếu như quý vị có thể vượt qua được để thấy được bản chất của các pháp, thấy được bản chất của tấm thân này, thì hãy quan sát và hãy thực hành thân hành niệm. Không có một phương pháp nào giúp cho chúng ta diệt trừ tham dục tốt hơn phương pháp này. Các vấn đề của chúng ta hầu hết đều đến từ tham dục. Mà để đối trị, để giải quyết tham dục, hãy thực hành quán tấm thân này. Từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong, để thấy rõ thân này như một cái túi đựng đầy những thứ bất tịnh. Và chúng ta phải quan sát để thấy thứ bất tịnh đó nó đang chuyển động. Nó ọc ạch đang chuyển động. Nó chỉ cần nó rách một cái thôi là bao nhiêu chất bẩn nó xòa ra hết. Rồi khi chúng ta đi vệ sinh, thấy rõ giống như cái bọc á, nó có cái lỗ thủng rồi mình xiết nó lại. Bây giờ mình chỉ cần mình mở cái lỗ thủng nó ra là bao nhiêu chất bẩn nó xòa xuống hết. Nó đáng nhờm gớm tới như vậy. Và chúng ta phải quan sát nó, phải theo dõi nó, để mình biết cái gì nó đang diễn ra. Thành ra đó, quý vị hành tứ niệm xứ mà đòi mình bay bổng ở trên mây, nó phải đẹp, nó phải thơ, nó phải... Thì xin thưa, thiền nó thực tế tới như vậy. Nó không có nên thơ đâu. Mình phải thấy sự thật. Bởi vì chỉ có thấy sự thật, mình mới chán sợ, mình mới nhòm gớm. Chứ còn mình thấy đời nó đẹp á, là mình còn chìm đắm vô trong đó. Mình phải thấy rõ bản chất, mình mới thấy tởm. Thì đó chính là sự thực hành quan sát tấm thân này, từng cử động lớn nhỏ, với sự nhận thức đây chỉ là một cái túi lắp ráp đựng đầy những thứ đồ dơ. Nó đang chuyển động, có duỗi, ăn, uống, nhai, nếm. Rồi mình là một cái túi, xung quanh cũng là những cái túi. Chẳng qua là những cái túi đó, nó đắp thêm một tí son, tí phấn, mình tưởng nó đẹp. Mổ nó ra thì nó cũng y chang nhau. Thì như vậy, mình sẽ ly được các dục. Và liên tục duy trì sự quan sát như thế. Riêng đối với một số cá nhân mà việc thực hành quán thân như thế này khiến cho mình cảm thấy ghê tởm, cảm thấy kinh sợ, tâm lý mình không vượt qua được, tâm lý không vượt qua được, thì có thể khoan hãy quán các thành phần cấu tạo của thân. Mà mình chỉ đơn giản là quán co tay, duỗi tay, đó, xoay đầu, ăn cơm, uống nước, rửa tay, đó, tắm rửa. Chỉ đơn giản quan sát chuyển động. Nếu mà tâm lý mình chưa vững thì chỉ quan sát chuyển động, hoặc quay trở lại hơi thở. Bởi vì tâm lý mình chưa vững, chưa dám thấy sự thật, không sao hết trơn. Sư không có chê. Từ từ, cái gì cũng cần có thời gian. Thì ngày hôm nay sẽ cung cấp cho quý vị một phương pháp nữa để quý vị thực hành tứ niệm xứ.
Thì quý vị thấy mình phải thực hành tới như vậy thì mới đi đến sự nhàm chán, đi đến sự ly tham, đi đến sự giải thoát được. Trong việc thực hành này, quý vị có cái thắc mắc gì hay không? Có vấn đề gì hay không? Quý vị có thể hỏi. Dạ thưa, con có một số câu hỏi là trong lúc mình thực tập thiền thì cái tuệ với cái định nó có bị che lấp hay là nó cái này che lấp cái kia, nhưng mà đang để mà mình có phát sinh mình suy nghĩ ở những cái này là sự chuyển động, không phải chuyển động hay là sự lắp ráp của ba mươi hai hay là sự biến đổi liên tục, thì cái này cái tuệ nó có che lấp cái niệm của mình không có? Thứ nhất á, là mỗi một anh á, có nhiệm vụ riêng của mình. Cái anh niệm á, ảnh có trách nhiệm là ảnh báo cáo. Trách nhiệm của anh niệm ảnh chỉ báo cáo thôi. Còn cái anh tuệ á, có trách nhiệm soi sáng, soi rọi, suy xét. Đó là trách nhiệm của anh tuệ. Chúng ta không nên nhầm lẫn. Giống như chúng ta đưa cái bút lên, đưa cái bút lên, thì anh niệm trách nhiệm của ảnh là anh đưa cái bút lên, anh đưa ra cho chúng ta thấy, thì trách nhiệm của anh tuệ là anh quan sát cái bút, anh soi rọi cái bút, anh thấy rõ các thành phần cấu tạo của cái bút. Hai anh này có trách nhiệm khác nhau. Và nếu như quý vị có học vi diệu pháp, quý vị sẽ thấy là đó là hai cái sở hữu tâm khác nhau. Chứ không có phải là tâm mình chia ra làm hai, không có chuyện tâm chia ra làm hai. Mà chẳng qua là trong mỗi một giai đoạn sát na tâm á, mình lưu ý đến mỗi khía cạnh khác nhau. Khi thực hành nhiều thì quý vị sẽ thấy nó không có vấn đề gì cả. Rồi câu hỏi tiếp theo. Dạ, con xin hỏi câu thứ hai là cái khi mà mình quan sát ra mà mình vậy thì những cái đó mình có thể, nó có phải là tưởng hay không? Tại thế nếu mà nó là tưởng thì nó khác với vậy khi nào? Khi chúng ta thực hành thì chúng ta vẫn dùng cái sanh nha. Sanh nha chính là tưởng. Sở dĩ cái tưởng, cái sanh nha mà gọi là cái panh nha, tức là tưởng mà trở thành tuệ, là bởi vì chúng ta thấy tam tướng. Nó có hai loại tuệ là kammapanh nhá và vipassana panh nhá. Kammapanh nhá là tuệ thấy rõ nghiệp và quả của nghiệp, cái đó không dính dáng tới mình để qua một bên. Cái tuệ thứ hai là cái tuệ mình đang xài nè, vipassana panh nhá. Đó chính là cái tuệ thấy tam tướng. Khi chúng ta quan sát là chúng ta đang dùng cái tưởng, đang dùng cái sanh nha đó, đang dùng cái tưởng. Nhưng khi chúng ta dùng cái tưởng đó mà chúng ta thấy được đặc tính tam tướng chính là gì? Vô thường, khổ, vô ngã. Thì khi đó tuệ phát sanh. Và chúng ta gọi đó là vipassana panh nhã. Thưa sư, khi mà muốn quán thì mình có cần phải định tâm rồi quán không ạ? Hay là vào thời thì mình bắt đầu quán luôn? Không thân. Quý vị nhớ chúng ta có ba cái là cái niệm nè, cái định và cái tuệ. Niệm là sati, định là samadhi, còn tuệ là panh nha. Mà hồi nãy sư nói là nó bao gồm cả cái anh sanh nha trong đó nữa. Mỗi một anh có trách nhiệm riêng. Sư quay trở lại ví dụ đưa cây bút lên. Thì cái việc mà đưa cây bút lên á là trách nhiệm của anh niệm. Ảnh có trách nhiệm ảnh báo cáo. Đây, đây nè, thấy không? Đây là cây bút nè.
Nhưng mà nếu anh cứ rung như vậy hoài là mình không thấy được. Thì cái anh mà trách nhiệm giữ nguyên á, anh định. Anh định, anh có trách nhiệm giữ nguyên đối tượng ở một chỗ để có thể quan sát. Và anh tuệ á, anh có trách nhiệm anh soi sáng để anh biết đây là cái gì. Cho nên định nó là một thành phần của tâm. Chúng ta có tâm và sở hữu tâm. Thì ba thành phần niệm, định và tuệ đều là các sở hữu tâm cùng có mặt. Nhớ, nó cùng có mặt và nó cùng biến mất. Chứ không có chuyện anh này có mặt, anh kia biến mất, anh kia có mặt, anh này biến mất. Không có. Nó đồng sanh, đồng diệt, đồng biết một cảnh. Chẳng qua là tùy vào mỗi thời điểm mà mình chú trọng vào cái gì. Cho nên khi chúng ta quan sát, nó bắt buộc phải có định, chứ không thể không có định. Định có. Tuy nhiên định của chúng ta đó, nó chỉ dừng lại ở sát na định, chứ chúng ta chưa thực hành đi đến cận định. Nếu quý vị muốn thực hành đi đến cận định thì sư hy vọng sắp tới sư có thể tổ chức khóa thiền nâng cao, thì chúng ta sẽ tập trung chuyên biệt về hơi thở, và quý vị sẽ có cơ hội tiếp xúc với cận định. Có cơ hội thôi nha, không hứa được. Tại vì được hay không tùy thuộc vào sự nỗ lực của mình. Thì đó, chúng ta hẹn nhau ở các cái khóa thiền nâng cao. Còn trong các khóa thiền này, định vẫn có, chứ không phải không có. Nếu như mà cô còn có sự băn khoăn á, thì nó như thế này, nó sẽ có một vài cái giai đoạn như sư hướng dẫn ngay từ đầu. Thứ nhất là chúng ta làm sạch tâm của mình bằng cách niệm buông. Khi chúng ta niệm buông là chúng ta làm sạch tâm của mình. Tiếp theo, quan sát hơi thở, trên điểm hơi thở. Quan sát một lúc, khi định nó đã có rồi, dùng định đó để tiếp tục quan sát thân này. Thân quán niệm xứ này thì con có hiểu được là cái khi mình quan sát bắt đầu, khi bắt cái hành động vừa mới bắt đầu thì mình bắt đầu dùng niệm để quan sát xuyên suốt cái hành động đó, thì không, nó hơi khác với lại cái hơi thở hôm qua. Thì là hôm qua sư có hướng dẫn là mình nên sau khi hơi thở vào, hơi thở ra kết thúc thì mình mới niệm cái hơi thở đó vừa xảy ra. Thì với lại cái khi mà con dùng cái phương pháp đó cho cái hơi thở thì con thấy hơi khó khăn, là khi mà phải kết thúc cái hơi thở đó con mới niệm, thì con có cảm giác là khi hơi thở đã bắt đầu thì con đã có thể ghi nhận cái hơi thở đó, nhưng mà con đang ép cho cái việc là hơi thở đó kết thúc rồi thì con mới ghi nhận, thì cái việc đó nó làm trì hoãn cho cái hơi thở tiếp theo. Thì có phải là như vậy là nó vô tình làm cho cái việc hơi thở, cái thở của mình nó bị cưỡng ép? Nói về hơi thở là do mình chưa có khéo. Khi mà quý vị thuần thục rồi, tự nhiên nó sẽ trôi chảy thôi. Nó giống như quý vị thấy một người mà mới tập lái xe, họ sẽ lòng còng rất là nhiều. Đây là tay côn, tay ga, tay thắng. Họ lòng còng rất nhiều. Nhưng khi mà họ thuần thục rồi thì tất cả mọi thứ sẽ trở nên trôi chảy. Cái kỹ thuật mà để cho hơi thở hết thì mới ghi nhận, nó giúp cho chúng ta tránh được một cái tình trạng là điều khiển hơi thở. Bởi vì nếu như quý vị ghi nhận trước khi chúng ta bắt đầu thở vào hoặc thở ra, hoặc ghi nhận trong khi chúng ta đang thở vào hoặc đang thở ra, tức là chúng ta ghi nhận ở khoảng đầu hơi thở và khoảng giữa hơi thở,
thì rất dễ đi đến sự điều khiển hơi thở. Còn khi chúng ta ghi nhận ở đoạn cuối của hơi thở thì chúng ta sẽ tránh được cái vấn đề này. Cho nên đây thuộc về vấn đề kỹ thuật. Còn khi mà chúng ta quan sát cái thân này thì quý vị có thể quan sát ngay khi nó đang chuyển động. Tại sao hơi thở nó lại khác như thế? Bởi vì hơi thở không phải là một đề mục dễ. Nó thuộc phạm trù, phạm vi của chư Phật độc giác và chư Phật chánh đẳng giác. Thiền hơi thở nó không hề đơn giản. Nếu như chúng ta đi hết 16 phương pháp thiền hơi thở là chúng ta đi hết luôn cả tứ niệm xứ. Bởi vì ngay trong hơi thở có quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp. Nhưng để được điều đó đòi hỏi chúng ta phải đạt tứ thiền của hơi thở. Cho nên việc thực hành hơi thở nó rất vi tế và nó rất cao cấp. Trong khi đó các phương pháp khác thì không đòi hỏi cao tới như vậy. Chính vì lẽ đó sư không sợ cái chuyện là quý vị điều khiển cơ thể không có. Mình có thể dễ dàng để cơ thể di chuyển một cách tự nhiên, hoặc can thiệp, hoặc để cho nó tự nhiên, mình có thể làm được dễ dàng. Nhưng hơi thở nó sẽ khó khăn. Cho nên trong trường hợp quan sát thân hành niệm thì quý vị có thể quan sát đồng thời khi sự việc đang diễn ra. Đó là sự khác biệt của đề mục. Nếu như mà quý vị đã nắm được rồi, nắm được phương pháp rồi và không có thắc mắc gì thì chúng ta hồi hướng xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, đặc biệt là chư thiên ngự xung quanh nơi đây. Mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý, sau khi đã thọ hưởng rồi được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thầy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tâm học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Tha Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Khai Giác.